xin kính chào quý khách hàng đi mua nhà quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Ngọc Hoa xin giới thiệu quý khách hàng một căn nhà phố vị trí rất là đẹp, nằm ngay một trục đường của đường Phạm Văn Chiêu, giao nhau với đường Quang Trung nha quý khách hàng ơi. Và căn nhà phố này thì có một diện tích đó là ngang 4m3, độ dài là 15 này. Và thiết kế đó là một trệt, một lửng, 3 lầu, gồm công năng đó là 2 phòng khách này, 1 phòng bếp và 4 phòng ngủ và 6 toilet nha quý khách hàng. Đó, một căn nhà phố rất là đẹp và một mức giá phù hợp cho quý khách hàng mua cho thuê hay là mua đi kinh doanh nha quý khách hàng ơi. Và căn nhà phố này thì có một mức giá đó là 5.850 thôi, đang còn thương lượng đến quý khách hàng thiện chí nha. Đó, một căn nhà phố rất là đẹp. Đó, một trệt, một lửng, 2 lầu với công năng đó là toàn bộ nội thất. Đó, xin mời quý khách hàng cùng coi nhé. Vị trí đó, một con hẻm trước nhà, đó là một con hẻm 5m, chúng ta có thể di chuyển xe hơi vào đến nhà nha. Đó, rồi quý khách hàng ơi, phía ngoài này thì các mặt tiền này thì gia chủ thiết kế theo phong cách của Sealand, kiểu nhà phố của năm 2020. Đó, một kiểu mặt tiền màu trắng này. Phía trước thì chúng ta có ban công Dora này. Đó, một căn nhà thì có một diện tích ngang 4m3, độ dài là 15. Với diện tích này thì chúng ta xây dựng đủ đất nha quý khách hàng nha. Đó. Đó, một diện tích xây dựng hết nha. Rồi, chúng ta coi nha. Ở phía ngoài này chúng ta có một bộ cổng này. Đó, bộ cổng này thì chúng ta có hai lớp cửa. Đó là một lớp cửa sắt này. Và phía bên trong là chúng ta có cửa nhôm Sifa nha. Rồi, và kế tiếp đến này thì chúng ta có đây thì chúng ta có một phòng khách này. Phòng khách này thì gia chủ đã trang bị cho chúng ta đó là một bộ ghế sofa rất hoàn tráng và đẳng cấp nha quý khách hàng ơi. Đó, bộ ghế sofa này. Đó, và xung quanh tường thì bên tay phải quý khách hàng đây thì chúng ta có một đây là miếng dán tường của Hàn Quốc này, rất là hiện đại luôn. Bên tay trái quý khách hàng cũng vậy, thì xung quanh tường thì đều được gia chủ gian dây dán tường này. Đó, và phía bên trong kia đó là không gian của phòng bếp. Đó, rồi kế tiếp đến nhà, không gian giữa nhà này thì chúng ta có cầu thang này. Cầu thang này thì được làm kính cường lực gỗ cầm xe và cùng đó là một loại gỗ trắng nha. Và bên tay trái quyết hàng đây thì chúng ta có một tủ này, tủ gỗ sồ này, tủ rượu này, rất là hoàn tráng. Đó, rồi kế tiếp đến bên trong này thì chúng ta có thể thấy thì chúng ta có một bộ bàn ăn 6 ghế rất là hoàn tráng. Bên trong thì chúng ta có tủ bếp này. Tủ bếp này thì được làm đó là tủ gỗ sồ này, đá hoa cương, rất là hoàn tráng và đẳng cấp như quý khách hàng ơi. Phía trong thì chúng ta có nhà vệ sinh và không gian giếng trời nha. Một căn nhà thì có hướng là hướng đông nam, phù hợp cho người có cung là cung đông tứ giặt. Và tại ở đây là phòng nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì chúng ta có cả vòi tắm này, bồn rửa tay, lavabo. Và phía cuối nhà thì chúng ta có không gian giếng trời này. Đó, không gian giếng trời. Một căn nhà thì gia chủ đã trang bị cho chúng ta đó là toàn bộ nội thất này. Và khi mua nhà thì quý khách hàng sẽ được tặng, gia chủ tặng lại nha. Với một mức giá đó là 5.850 thôi, đang còn thương lượng trực tiếp đến quý khách hàng nha. Đó, rồi chúng ta cùng di chuyển lên tầng lửng và cùng tham quan nha. Đó, tại một vị trí rất là đẹp, nằm ngay Quang Trung với Phạm Văn Chiêu. Đó, và đây là tầng lửng này. Tầng lửng này thì chúng ta có một phòng khách thứ hai. Nếu nhà chúng ta có xe hơi thì chúng ta sẽ làm phòng khách tại tầng lửng này, còn phía dưới thì chúng ta sẽ để xe hơi nha. Đó, các tủ gỗ này, ánh sáng màu đèn rất là hiện đại, một kiểu nhà phố mới. Phía sau thì chúng ta có giếng trời, khu vực phía sau. Đó, giếng trời này. Tầng lửng này rất là rộng rãi nha. Một diện tích đó là ngang 4m3, độ dài là 15. Thiết kế rất là thoáng, với một mức giá đó là 5.85 thôi, đang còn thương lượng nha. Đó, cầu thang này thiết kế rất là chắc chắn. Một căn nhà rất là tâm huyết.
Đó, trần nhà là quýt hàng này. Đây là đèn chùm. Rồi xin mời quý khách hàng cùng theo chân mình cùng di chuyển lên phía tầng lửng nha, lầu 1 và cùng tham quan nha. Một căn nhà thì đúc với kiên cố đó là 3,5 tấm. Đó, và đây là phòng ngủ tại lầu 1 của chúng ta. Phòng ngủ này thì chúng ta có thể thấy thì sàn nhà thì được trang chủ ốp gạch dạ gỗ này. Đó, trang bị xung quanh tường thì có giấy dán tường và đường ống máy lạnh. Phía sau thì chúng ta có không gian của giếng trời. Và cuối nhà thì chúng ta có vòi tắm này. Đó. Bồn rửa tay này, nhà vệ sinh này. Đó, một căn nhà thì chúng ta có thể đầu tư mua cho thuê nha quý khách hàng ơi. Bên tay trái đây thì chúng ta có một nhà vệ sinh luôn tại phòng ngủ phía trước này. Các phòng ngủ thì đều được trang bị nhà vệ sinh và nhà tắm riêng nha. Và đây là phòng ngủ phía trước. Đây là phòng ngủ phía trước này quý hàng ơi. Phía trước thì chúng ta có khu vực ban công, gia chủ trường chúng ta đó là tầm 0,7 cm nha. Hai bên thì chúng ta có hai chậu cây được gia chủ thiết kế và trồng cho chúng ta nè. Căn phòng rất rộng rãi. Chúng ta có thể đặt một cái giường, tủ quần áo tại khu vực này nha. Và xin mời quý khách hàng cùng theo nhà đất Ngọc Hoa cùng di chuyển lên khu vực lầu 2 và cùng tham quan các phòng ngủ nha. Nếu quý khách hàng nào quan tâm đến căn nhà phố này thì hãy nhanh tay liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa có số điện thoại đó là 0957 250 909 hoặc số là 0934024479 nha. Và khi mua nhà tại nhà đất Ngọc Hoa thì quý khách hàng sẽ được giảm giá từ 300 đến 400 triệu đồng nha. Đó thì cũng không khác gì các phòng ngủ trước. Thì phòng ngủ thứ ba này thì cũng giống y hệt vậy nha. Có đường ống máy lạnh này, giấy dán tường. Phía sau thì chúng ta có nhà tắm, nhà vệ sinh. Đó. Phía ngoài thì hành lang thì được gia chủ lót đá hoa cương này. Tường thì được dán giấy dán tường. Một căn nhà được sử dụng đủ đất nha quý khách hàng. Đó, đây là phòng ngủ thứ 4. Phía trước thì có ban công. Đó, đây là không gian của khu vực phòng ngủ này. Rồi, quý khách hàng ơi cùng theo chân mình cùng di chuyển lên không gian khu vực sân thượng này. Cùng tham quan nha. Đây là khu vực sân thượng này. Trước sau chúng ta cùng tham quan khu vực sân thượng phía sau nha. Một mẫu nhà phố rất là hiện đại. Phía sau đây, đây là khu vực sân thượng phía sau này quý hàng ơi. Đó. Khu vực sân thượng phía sau này thì chúng ta có thể phơi đồ, trồng cây, cối nha. Đó, đây thì chúng ta có một phòng thờ. Phòng thờ đây quý khách hàng ơi. Gia chủ thiết kế sẵn cho chúng ta luôn. Rồi, xin mời quý khách hàng cùng theo chân mình cùng di chuyển lên khu vực sân thượng phía trước nha. Đây là khu vực sân thượng phía trước quý khách hàng ơi. Rất là rộng rãi. Đó, đây là buổi chiều rất là mát. Căn nhà có hướng là hướng đông nam. Khi di chuyển lên đây thì rất là mát quý khách hàng ơi. Một khu nhà phố cao tầng rất là an ninh. Đó. Rồi, nhà đất Ngọc Hoa cũng xin nhắc lại đến quý khách hàng là căn nhà phố này có diện tích đó là ngang 4m3, độ dài là 15 và được thiết kế đó là một chẹp một lửng hai lầu và sân thượng trước sau, gồm công năng đó là hai phòng khách, một phòng bếp và 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, với công năng đó là gia chủ thiết kế tặng cho khách hàng toàn bộ nội thất nha. Và giá của căn nhà này với giá đó là 5,850 thôi, đang còn thương lượng trực tiếp đến anh chủ nhà nha. Và nhà đất Ngọc Hoa cũng xin kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng một video khác nha.